Clip này tôi xin được làm để gửi tặng cho anh em Bùi Dũng nhân ngày sinh nhật của anh em. Chúc mừng sinh nhật anh em Bùi Dũng nhá. Chúc anh em sang tuổi mới sẽ gặt hái được nhiều thành công ở trong cuộc sống cũng như trong công việc. Clip này tôi làm lâu rồi nhưng mà tôi thấy nó đúng với cái yêu cầu của anh em nên là tôi up lên nha anh em nhá. Ok, xin chào anh em, rất vui được gặp lại anh em trong những cái clip về Auto Chat ở trên kênh Game Today. Meta này cân bằng phết anh em ạ. Mới update xong là khá là cân bằng đấy. Tất nhiên là vẫn có những cái line up nó mạnh hơn một chút, nhưng mà tôi thấy là dạo này là cân bằng rồi. Không còn như cái meta trước, Witcher là quá mạnh. Chỉ có mỗi cái bộ Warrior là bây giờ là vẫn khá là khèo. Warrior không ai chơi. Bây giờ bắt đầu có người chơi Knight rồi. Ở trong meta này là Knight thì đánh với cả mấy cái bộ như là Shaman ấy rất là ok. Shaman nó cũng không quá mạnh nữa rồi. Nó giảm sức mạnh của bộ Shaman rồi. Cái tỷ lệ mà cộng 2 tiền khi mà hóa hình nó cũng yếu hơn. Nó không như ngày trước. Cái tỷ lệ cộng 2 tiền bây giờ nó thấp hơn nhiều. Ui, ra beat này. Chỉ beat ngon không? Thực ra có cặp thì mua thôi, chứ còn cũng chả biết là có ngon hay không. Ở trong truyền thuyết không có ngộ không, tôi nghĩ là không ngon đâu. Beat thì chơi không ngon đâu. Nó phải có ngộ không cơ. Trận này nhá, nếu mà chơi ấy, là phải chơi 9 Hunter. Có máy bay, có tay Tsunami này. Hoặc là chơi Assassin. Có 2 con 5 đô Assassin. Đấy. Hoặc là chúng ta có thể chơi 6 Warlock. Trận này đều có Bad Omen và có cả con Dark Spirit. Rồi, để tôi pick. Warlock cũng là một cái sự lựa chọn không tồi đâu nhá, ở meta mới ấy. Tôi nghĩ là cái bộ này tương lai nó sẽ là meta đấy. 1-2 tuần nữa nó sẽ lên meta. Dạo này ít người chơi beat rồi anh em ạ. Beat ít người chơi lắm. Nên là cái bộ Warlock là cũng rất là ok. Đồ này chơi được Warlock rồi nha. Warlock có chỉ sợ beat thôi anh em ạ. Trong cái meta nói chung ấy là tôi cứ ghép cái chiến thánh cái này. Đấy. Đồ này chơi cho Warlock được. Rồi. Còn bây giờ thì nói chung ấy là chúng ta cũng sẽ xem là đội hình có những cái con nào khỏe thì cho vào thôi. Đầu game mình chưa biết được đâu. Có thể là Warlock hoặc là có thể là Beat thì cũng được. Để xem đã. Ui giời ơi, đen thế nhờ. Round đầu tiên gặp ngay cái thằng up lên cấp 4 xong rồi lại còn đứng trước mặt con bắp giáp nữa chứ. Thế chịu. Khó thế, làm sao mà đỡ được. Đen thật, nào đầu tiên tôi đã lấy đồ rồi, tôi đánh chuỗi thắng rồi chứ. Đen thì biết làm nào. Ô, được. Con này là khỏe đấy nha. Rồi, để dồn đồ nào. Con này khỏe đấy. Up cấp lên luôn thì chúng ta phải bán hai con. Nhưng mà thôi. Hai cái con phía dưới ấy, tôi nghĩ là nó sẽ lên 2 sao đấy. Con ảo ảnh tôi nghĩ là nó sẽ lên 2 sao sớm thôi nhá. Nên là không, tôi không bán đâu. Một round nữa thua cũng được. Ok, round này chắc thắng rồi. Shadow này là gần như là vào phát là tung trưởng luôn rồi. Chỉ cần là đấm một phát thôi là tung trưởng được. Có viên tinh thể mala kèm theo đấy là chúng ta có cái sức mạnh của cái bộ Warlock. Chỗ này chơi gót Warlock không nhỉ? Đồ này tôi lấy là cũng hơi bị gót Warlock rồi đấy nhá. Đấy. Đồ này là lấy là bởi vì là làm sao nhìn cái bộ truyền thuyết thì gót Warlock là 10 điểm. Không có nhưng đấy. 10 điểm không có nhưng nha anh em nhá. Bởi vì làm sao? Không có ngộ không thì chắc chắn là ít người chơi beat. Mà ít người chơi beat thì chúng ta chơi gót Warlock là tuyệt vời rồi. Bộ này nó chỉ sợ mỗi bộ beat thôi mà. Có hay chăng thì sợ cả bộ Assassin thì trận này có cái bộ Assassin là hơi sợ một chút. Nhưng mà nếu mà chúng ta đủ đồ tăng cơ ấy, thì chúng ta không sợ Assassin lắm đâu. Assassin thì nó phải tất sát, nó phải giết chết cái con Warlock trước khi nó hồi máu được cơ.
Chứ còn để mà nó tung được trưởng hồi máu được thì cũng mệt đấy. Thực ra bộ 9 xin ấy nó không counter quá vào bộ Warlock đâu anh em ạ. Muốn ăn được thì nó phải có cái gậy như ý cơ. Đấy, chứ không có gậy như ý thì không sợ. Sợ mỗi bit thôi. Ui. Ác mộng cái này. Có phải không? Liệu rằng có phải là đây nó là God Warlock không nhỉ? Đây rồi, có sẵn God đây rồi. Đồ cũng rất là ok rồi nhá. Liệu rằng có phải không? Từ từ đã anh em. Chưa biết được. Bây giờ phải lên level 6 này, cho thêm con ác mộng vào, kẹp thêm hai Warlock. Ok, còn bây giờ đang mạnh rồi. 3 Warrior kẹp với cả 2 Beast. Tôi nghĩ là sẽ mạnh hơn đấy. Cứ để cái này. Ây da. Ui, nó bắt được cái con đấy của tôi. Ui, mày thế. Mày thế, vẫn tung trưởng được. Nhưng mà thôi, chắc là thua. Ờ, round này chịu à? Round này địch. Ui, làm 2 sao đấy nhở. Phía giờ lại còn toàn 2 sao kia thì chịu à. Giết thêm con nữa được không? Cố lên. Ui, rồi ôi. ông nào cứ sang soi ấy nhở. Cái gì đây? Gì đây? U bà đây. Thôi được rồi, up lên level 6 đã. Mặc dù là round vừa rồi tôi có thua nhưng mà cái đội hình này tôi nghĩ là sẽ có thể là đánh được chuyện thắng đấy. Anh em ạ. À ui rồi. Chào anh Tuấn nha. Ui anh đây. Chào nhá. Bạn sub Remy này chắc là fan ở trên kênh đấy. Ui giời, hiểu lầm. Xin lỗi nhá. Dạo này tôi cũng cảnh giác lắm anh em ạ. Kênh bây giờ phổ biến mà, nên là cũng gặp nhiều anti. Ui cái gì cả. Tuấn Com á. Tuấn Com sao còn hỏi chấm à. Ui thế này là có tí mùi rồi đấy. Hỏi chấm nhiều thế kia là cũng có tí mùi rồi đấy. Anh em à. Thứ nhất thì tôi không phải là Tuấn Còm. Đó không phải là tên của tôi. Cái thứ hai ấy, là người ta hỏi người ta không có chủ ngữ, vị ngữ gì cả thế kia. Sau đó lại rất nhiều cái dấu hỏi chấm là có vấn đề đấy. Ui, từ nhá, full lần này. Ui, bình tĩnh. Ở đây à, nó sẽ là cái gì? Witcher à? Ui, trông giống như là Witcher anh em ạ. À, không phải là Warlock đâu. Nhờ. Phải không? Nhưng mà ui, không. Bộ Witcher rồi yếu lắm anh em ạ. Witcher à? Witcher rồi yếu lắm. Có ai chơi đâu. Cái bộ này bây giờ xuống hố rồi. Sau khi update có ai chơi ở đâu. Ủa, cái gì kia? Ui giời ơi anh em ơi, tôi biết ngay à. Tôi bảo có mùi rồi. Tôi đã bảo có mùi rồi, có sai đâu. Tuấn Còm hỏi chấm là thấy có mùi rồi. Tôi linh cảm là không bao giờ sai. Ui, cắt chuỗi đấy. Được. Ui từ nhá, lại ra ác mộng này. Thực ra trận này có thể vừa chơi Warlock được mà cũng vừa chơi Witcher được anh em ạ. Bây giờ cái vấn đề là cái con nào lên được 2 sao thôi. Ác mộng hay là con Fallen Witcher. Trận này nếu mà có ngựa thì vẫn chơi cái bộ này vẫn ngon. Tôi thấy là có ngựa đấy. Tôi vừa cắt chuỗi với thằng ngựa mà. Đúng không? Rồi để xem là cái thằng tiếp theo là thằng nào. Thằng top 2 Zom Jam. Ui Zom Jam súng 2 à. Thằng top 2 mạnh đấy anh em ạ. Shadow Devil này. Có lên up cấp không? Thực ra up cấp cũng hợp lý đấy. Cấp đồ cái đã. À được cái tẩu này. Ui rồi ui. Được đấy. Có cái tẩu này thì chắc là ăn rồi. Up cấp lên. Up cấp lên là chắc chắn là ăn. Ba con demon này nó sẽ giúp cho cái con Shadow Devil nó sẽ tung được cái trưởng nó nhiều tia hơn. Ba con demon. Rồi. Ngon đấy anh em ạ. Tôi tưởng không có cái tẩu ấy thì tôi còn nghĩ lại.
Nếu mà không có tẩu chắc là rau này tôi để cấp 6 thôi. Bởi vì chưa chắc ăn được, áp lên chưa chắc ăn được. Nhưng mà nếu mà có tẩu thì chúng ta có thể tung trưởng sớm thì áp lên là có thể ăn được đấy. Ok, còn cái món đồ này chưa lấy được cái gì. Nhưng mà cái món đồ ở cái slot có thể là chúng ta lấy được cái đồ cho Witcher đấy anh em ạ. Rồi, ăn được, yên tâm. Có tẩu ăn được. Ok, đấy. Chắc chắn ăn được thì tôi mới up mà. Không ăn được thì tôi không up đâu. Ui dồi ôi, God Warlock phải không? God Warlock đây này. God Warlock đây này anh em này. Ra con này sớm chắc God Warlock rồi. Nhưng mà chưa có huyết trượng. Chưa có huyết trượng, không có trấn phái à. Tẩu cũng ok, tẩu cũng ok. Nhưng mà cái con này là vẫn cần huyết trượng anh em ạ. Cái lượng đam nó mới đủ. Thiếu huyết trượng cái lượng đam của con ăng mộng này nó giảm đi khá là nhiều rồi nhá. Ok, không sao. Ác mộng vào phát tung trưởng luôn, ngon rồi. Tôi lại bán búa mất mấy cái con gót rồi anh em ạ. Ok. Không. Đây có lẽ là không phải là God Warlock đâu. Bởi vì cái đồ của cái slot này tôi thấy nó ghép với cái bling á. Không. Có cái tẩu rồi không ai ghép cái bling cả. Cái slot đấy nó là những cái món đồ đánh tay anh em ạ. Nó có thể là cái búa xét hoặc là có thể là nó sẽ là cái hai tia đấy. Nên là tôi nghĩ là bây giờ là đang có hai con phu lần này là khả năng là nó đang form về là Witcher nhiều hơn. Ở đây chúng ta đã có sẵn cái con ảo ảnh 2 sao rồi này. Đấy, Taboo Witcher thì cũng có rồi. Mặc dù là mới có một con thôi nhưng mà đây nó là một cái dấu hiệu nhận biết là khá là giống Witcher đấy. Đấy, mà trận này có cửa lai chơi Witcher vẫn được. Mặc dù hơi ao meta nhưng mà vẫn được nha anh em nhá, vẫn được. Vẫn rất là ok. Đấy, có chuỗi này. Ui dồi ôi, thôi đúng rồi anh em ạ. Cái con này mà nó không ra thì không nói làm gì. Nhưng mà Unicorn ấy mà nó lên 3 sao ấy nhá, thì chắc chắn đây nó là cái bộ Witcher rồi anh em. Chỉ cần con Fallen lên 2 sao nữa thôi thì đây nó đúng chính xác đấy anh em ạ. Không sai đâu. Không phải là cái bộ Warlock. Không, không phải Warlock. Đây là Witcher anh em ạ. Witcher đấy, Witcher đấy. Unicorn 3 sao. Sau đó thì là hiến tế để cho con Fallen nó hóa hình. Chính xác. Chính xác rồi. Vậy là chúng ta nó sẽ là có thể là 6 Warlock Witcher đánh ở level 10. Được không? Được đấy, được đấy. 6 Warlock Witcher được. Ui dồi ui. Ở đây nhá là chúng ta có thể chỉ cần một con Unicorn 1 sao thôi. À, lên được 3 sao rồi. Nhưng mà cũng rất cần con Fallen lên 2 sao. Fallen lên 2 sao này. Shadow lên 2 sao. Là chúng ta có thể yên tâm đánh level 7 là ngon rồi. Lên 8 kẹp thêm 2 bit nữa. Đúng không? Chính xác. 2 bit kẹp Witcher kẹp với cả Shadow Evil. Chúng ta có thể đánh ở level 8. Được, ok. Để xem là đối thủ chơi gì đã. Đúng là meta Witcher kiểu nó qua rồi nên bây giờ bọn nó chơi Clan nhiều anh em ạ. Nhưng mà trận này có hai thằng nó đang pick Hunter. Ui, trận này cũng khó phết đấy. Căn bản là bình thường nếu mà không có Tsunami với không có máy bay ấy, thì cái bộ 9 Hunter là không phải là cái gì đấy quá đáng sợ. Ok, đồ này lấy được Witcher đấy. Rồi. Ui. Có quả trứng này. Ui giời ơi, thật đúng rồi. Đang phân vân anh em ạ. Đang phân vân bởi vì là trận này có Hunter nhưng mà thôi, nếu mà cho thì chơi thôi. Cho thì chơi thôi. Đang phân vân. Thôi được rồi. Đấy, gậy gai. Cái gì đâu.
Ok. Thế thôi, con này lên 2 sao rồi thì thôi, chắc là tôi nghĩ là tôi cũng sẽ không có áp cấp vội. Để ở level 7 là cũng ok rồi. Bây giờ mà ra con Wizard nữa nhỉ. Để cái con Unicorn tôi lên 3 sao. Trận này nói chung là ngán thì ngán thật, nhưng mà chắc gì cái bọn Hunter nó đã sống đến lết anh em, đúng không? Đấy, chúng ta lúc nào cũng phải nghĩ là cái vấn đề là thì coi như là bọn nó có thể là đấm được chúng ta đi, nhưng mà chắc gì đã sống được đến lúc mà solo. Đấy, vẫn ok, vẫn cứ là ok luôn. Rồi, áp cấp, giữ chuôi cái đã. Ok chưa à? Ơ sao cái bạn Supreme ấy cứ sang soi tôi đấy nhỉ? Có cần phải cắm cọc bên này không? À đang eco à? Đang eco à? Thì thôi thì eco thì sang xem bài của tôi cũng được. Dù sao thì bạn ấy cũng quý tôi mà. Ok anh em nhá. Người ta quý mình mà. Ui đây rồi. Cái thằng này hình như vừa lấy chửi tôi đúng không? Thằng này chửi tôi. Ồ, cắt chuỗi nó. Ok. Ôi tôi chết rồi, tại sao lại bị tên thỏ nó ghim vào đầu đấy kia. Ui nhưng vẫn thắng. Chửi nữa đi, chửi nữa đi. Mình xin cái chuối. Ui rồi ôi anh em ơi, ngon quá đi mất thôi. Thôi xong rồi. Unicorn lên được 3 sao này. Ok nhá. Bây giờ chúng ta có hiến tế 3 sao thì yên tâm luôn. Có hai Wizard để kích Witcher. Bây giờ sếp phải khéo khéo một tí anh em ạ. Con này nó không có Blink ấy. Nhiều khi nó chạy lên phía trên là nó không hóa trúng vào cái con Unicorn đâu. Mấy cái quả vừa lấy là nó bị rồi đấy. Trứng này chắc là đập luôn này. Đập luôn này anh em ạ. Lấy cái lợi thế. Ok. Rồi, đủ bộ nhá. Lên 9 thì kẹp được 2 bit. Trận này mấy cái thằng Hunter này khá là sợ nhá. Tôi nghĩ là cái trận này tôi đẩy cấp thật là nhanh anh em ạ. Đẩy cấp thật nhanh, đẩy thật là nhiều. Tốc độ trận đấu đẩy lên cao. Kết thúc trận đấu sớm trước khi đối thủ ra được cái bộ 9 Hunter kẹp máy bay. Cái bộ đấy đánh ở level 10 cơ. Đấy là bộ siêu lết. Siêu lết game, nên là chúng ta nếu mà chúng ta đẩy nhanh tốc độ thì chúng ta có thể kết thúc trận đấu sớm trước khi đối thủ form được cái bộ đấy anh em nhá. Chứ để đối thủ lên được cái bộ đấy thì cái bộ này tôi nghĩ là không ăn được đâu. Bây giờ cái bộ Witcher nó yếu nhiều rồi, nó không mạnh như cái hồi trước. Đây rồi, gặp thằng Clive này thì vô tư. Từ khi cái bọn Witcher này nó yếu đi là thấy rất nhiều người là bắt đầu là chơi lại Clive rồi. Nhưng mà trận này tự nhiên lại có cái thằng dở hơi. Đấy chính là tôi. Tôi đi với Witcher. Thế là bọn Clive này nó lại xuống hố. Dã man. Clive vẫn rất là sợ Witcher nhá. Kể cả là Witcher có giảm sức mạnh. Trận này có tới hai ông chơi Clive. Mà có Sin nhá, có Assassin nữa. Mấy cái thằng Hunter sắp đi rồi anh em ơi. Mấy cái thằng Hunter. Thằng kia chửi tôi bây giờ nó còn 36 máu kìa. Chửi sớm làm cái gì. Khổ. Bây giờ không thấy nói gì nữa. Chắc sắp đi rồi. Bây giờ không nói gì nữa rồi. Mấy round nữa lặng lẽ ra đi thôi. Chán đời mấy cái thằng anti thật sự. Tại sao cứ phải vào cứ phải chửi nhau nhỉ? Sao chúng ta không đến với nhau bằng cái tình yêu thương? Cũng chỉ là một cái trò chơi giải trí thôi mà. Có cần thiết là phải như thế không? Hay. Có dây chuyển kháng luôn. Ở đây có cái hai tia này. Hai tia sắp xoay. Hai tia ngon hơn không? Hai tia bổ sung vào cái lượng đam. Dạo này thì cái bộ Witcher nó đam nó yếu đi rồi.
cái tốc đánh ở con Fallen Witcher bây giờ nó giảm đi anh em ạ. Lấy thêm cái hai tia này. Con Fallen Witcher vừa bị giảm tốc đánh nên là cái bộ này nó đang thiếu đam, nên là thường là hay kẹp thêm beat vào. Kẹp thêm beat vào để có thêm cái lượng đam. Ok. Chắc là chắc lên 10 kẹp thêm Medusa đã xong. Hoặc là kẹp thêm Warlock. Xin này. Assassin. Meta này chính ra meta Assassin đấy. 9 xin hàng Ryu mạnh phết đấy anh em ạ. Máy bay này, ôm luôn, không cho mua. Ồ. Không cho mua, xem là bạn làm nào bạn lên được cái con máy bay. 9 Hunter nhá, phải đánh ở level 10 còn phải ra được máy bay cơ anh em ạ. Đâu có đơn giản đâu. Để mà ăn được cái bộ này của tôi thì nó phải như thế nó mới ăn được. Cái bộ 9 Hunter nhá, chơi ở level 10 nói chung là late game thì nó rất là mạnh, nhưng mà để mà lên được cái giai đoạn đấy thì nó cực kỳ khó khăn. Bộ đấy không phải là cái bộ dễ chơi đâu anh em ạ. Ngày trước thôi, bây giờ khó đấy. Nó là cái bộ siêu late mà, nó phải đánh đổi. Đánh đổi với sức mạnh đánh ở siêu late. Đây này, Hunter có còn khướt. Thằng này vớ vẩn mới đao lửa bay màu ấy, 58 máu. Đây là nó gặp bóng của tôi. À, tôi gặp bóng của nó. Ơ, từ từ, sao lại có con này? Quên đấy. Quên mất, tôi lại pick cái con giải cá vào từ đầu để chơi beat. Nhưng mà thôi, không. Bây giờ không chơi beat nữa, bây giờ chúng ta Witcher là chắc chắn rồi anh em nhá. Witcher chắc chắn rồi, ở form về Witcher rồi mà. Cái này tôi nghĩ là Witcher đó. Sau đó thì chúng ta đẩy dần lên 10, chúng ta kiếm 5 đô. Thế là ok nhất. Kẹp thêm máy bay này cũng không tồi đâu. Witcher kẹp máy bay này cũng được. Mà tôi cũng nói với anh em rồi là trận này là tôi sẽ phải đẩy cái tốc độ nhanh. Đẩy cái tốc độ thật nhanh. Chứ còn chúng ta dừng lại ở 9 chúng ta roll ấy, thì để mà roll Fallen 3 sao thì tôi sợ cái tốc độ nó chậm đi. Đối thủ lúc đấy form được bài thì toàn. Anh em ạ, đẩy tốc độ thật là nhanh. Lên 10, kiếm 5 đô 2 sao cho vào. Anh em thấy không? Cái thằng Hunter này này là cũng tụt máu dần rồi. Ơ sao cái bạn sub Primi này cứ sang soi tôi ấy nhỉ? Không về mà chơi đi, cứ sang bán tôi làm gì, định cắt chuỗi này á? Ừ thôi được rồi, thì fan thì sang đây, tôi cho cái chuỗi này này. Ui ôi, cẩn thận đấy nhá. Còn có 12 máu kìa, cứ sang soi tôi xong cẩn thận nó bay màu đấy. Ui rồi ơi, thích thì tôi cho cái chuỗi này thôi, có cái gì đâu. Khổ. Tôi trận này là tôi đang để ý cái thằng quỷ sát cơ. Thằng quỷ sát kia là nó là chửi tôi mới để ý thôi. Đấy, với cả cái đội hình của nó cũng. Ôi. Nó đang có hai con máy bay ở phía dưới hàng chờ anh em ạ. Ui giời ơi, vãi đái. Thằng quỷ sát có hai máy bay ở dưới hàng chờ kìa. Nó mà lên được 10 thì sao? Cái gì vậy? Ở đâu ra hai con máy bay mà nhanh thế, mới ra 24 mà hai con máy bay giang chờ rồi. Ui ui ui, thế thì nguy hiểm quá. Nhanh lên rồi. Đẩy bọn nó đi, đẩy bọn nó đi. Ui thằng này có một máu này. Nhanh lên các bạn ơi, các bạn đi nhanh lên, các bạn đi nhanh lên. Supreme, tiêu diệt cái thằng quỷ sát hộ anh nhá. Tiêu diệt cái thằng quỷ sát đi, đừng để nó sống. Nó có 13 máu nhưng nó chưa phong được đội hình đâu. Ui giời ơi, lại bị nó đấm nó sẽ như thế nào? Ui giời ơi, sao lại bị nó đấm thế kia? Chết tôi rồi. Anh ấy tưởng là em, sao em phải đấm nó chứ? Ui giời, chết rồi anh em ơi. Nó sống được đến nào 25 này là nó lên được 10 đấy. 9 Hunter thực ra kẹp với máy bay chỉ cần 1 sao thôi, lên được level 10 nó đã mạnh rồi anh em ạ. Thế là thằng này nó lên được 10 rồi còn đâu? Ôi sao? Xong rồi. Ui giời ơi, chán đời thật sự. Phá sản rồi, kế hoạch phá sản rồi anh em ạ. 45 tiền kia là thừa lên 10 rồi. Lên 10 chỉ mất có 44 tiền thôi. Thế là nó lên được 10 đấy.
Mà cái đao này nó còn có đồ cam nữa cơ anh em ạ. Vãi cướp khó. Chả nhé, đánh chuột chết à. Khó rồi. Chán thật sự luôn anh em ạ. Bây giờ nó sang đây là nó cắt chuỗi của tôi. Không cản được, không cản được. Cứ chơi không cản được. Rồi tôi cũng lên 10 vậy. Nó lên 10 rồi. Nó lên 10 rồi. Lên 10 nó thừa 9 tiền nữa kìa. 9 Hunter kẹp với bay ở 10. Bây giờ chỉ có cầu nó đừng có sang đây thôi. Nó sang là chết. Đấm làm sao được. Chán các bạn thật sự ấy. Còn có 13 máu mà không đẩy nó chết đi để nó sống nay lắt ra lên được 10 kẹp máy bay 9 Hunter phong đủ bộ. Xong rồi còn có đồ cam ở round 25 nữa. Ui gặp nó luôn đây. Cái gì kia? Máy bay hay sao á? Ui vai cứt ạ. Thôi đứng rồi nó bắn rồi. Xong rồi. Trận này chửi sấp mặt luôn rồi anh em ơi. Ui rồi ôi, nó lên được máy bay 2 sao ở level 10 thì tôi chịu rồi. Đây anh em thấy xin cái chuỗi nhá kìa. Ui mẹ cay thế nhờ. Nó còn cắt được cái chuỗi của tôi từ đầu game đến bây giờ luôn ấy. Mà nó cắt được cái chuỗi 20 trận thắng liên tiếp luôn của tôi thì thôi xong rồi. Trời ơi nó mắc binh mẹ rồi đâu nữa. Cay thế nhờ. Từ từ Tsunami là lấy được này. Chán ấy. Làm nào giờ. Khó thế là cùng. Ôm máy bay rồi mà vẫn cứ lên được 2 sao. Ảo thật sự đấy. Mà lên được 2 sao còn lên được 10 ở round 26. Anh em thấy nó có điều không. Điều không anh em. Round 26 lên 10 nó gọi là lên 10 up sớm ấy nhá. Bình thường là round 29 mới lên 10. Đây ông lên 10 được ở round 26 mà ra được con máy bay 2 sao ạ. Điều không tin được luôn. Mà mẹ cắt được cái chuỗi 20 mấy trận thắng liên tiếp của tôi luôn. Xong rồi. Úi ôi, đấy đấy anh em thấy cho bây giờ thì nghe chửi rồi. Cái này thì phải chấp nhận thôi anh em ạ. Cái này thì phải chấp nhận thôi. Cày không biết làm thế nào luôn. Cày thế nhờ. Bây giờ thì cái mấy cái thằng kia thì đỡ đéo được nó luôn. Cái bộ Hunter vừa được bắp đấy. Hunter vừa được bắp đấy, anh em không biết à. Thực ra nó khó chơi thôi, nhưng mà nếu mà nó đủ bộ thì nó cực kỳ mạnh. Nó khó chơi nên là có vẻ như là ít người chơi. Đấy nhưng mà cái bộ đấy mà có máy bay với có Tsunami ấy mà nó ra ấy, thì nó mắc binh. Tôi không biết làm nào luôn à. Full lần này thì khả năng lên 3 sao nó là rất ít đấy nhá. Còn full lần này 3 sao thì liệu có ăn được nó không nhỉ? Khó. Full lần 3 sao chưa chắc ăn được. Tôi đã có những cái trận đấu mà tôi đấm những cái thằng Witcher bằng cái bộ này rồi. Chịu thôi. Là ăn được không? Bắt được máy bay của nó ăn được không? Bắt được máy bay của nó ăn được không? Không ăn được. Úi dồi ôi, sấp mặt với nó rồi. Thôi thế xác định luôn là từ bây giờ đến cuối game là nghe nó ăn chửi. Ăn chéo chửi cả game này rồi anh em ơi. Cày thế không biết làm gì luôn ấy. Thề. Mặc dù là còn 63 máu ấy, nhưng mà cái đội hình này bây giờ thiếu nhiều quá. Thôi là Witcher thiếu tận 6 con nữa mới lên được 3 sao. Trong khi đấy thì kể cả lên được 3 sao tôi nghĩ là cũng chưa chắc ăn được ấy. Tôi đã từng dùng 9 Hunter tôi đấm cái bộ này 3 sao rồi nên là tôi biết. Rất khó luôn ấy. Thậm chí là cái nào vừa rồi tôi có cái con ảo ảnh ấy, nó swap được cái con máy bay sang mà vẫn còn thua cơ mà. Giết được chết con máy bay mà vẫn thua. Thậm chí giết con máy bay có đồ nha, những cái con còn lại nó không có đồ mà cái bộ này nó vẫn thua. Thì phải hiểu là cái bộ này nó đang ở cái cửa dưới. Battleman à.
Khó thật sự luôn. Trận này muốn ăn được ấy, tôi nghĩ là sẽ phải tăng cường khống chế đấy. Tăng cường khống chế Tsunami và Siren này là được rồi. Chúng ta chắc là chỉ có thể ăn được bằng cái việc là chúng ta khống chế mạnh thôi anh em ạ. Bây giờ late game khống chế mạnh thì thằng ấy ăn. Thằng nào khống chế mạnh hơn thằng ấy ăn. Mà cũng phải lừa lừa mấy cái nào mà nó không để ý. Sau chúng ta swap cả máy bay sang, giết chết được máy bay. Đây à, rút màu cuối đó. Nói chung là vẫn cứ phải giết được chết con máy bay anh em ạ. Ok, tôi sẽ roll mấy cái con ảo ảnh lên 3 sao nha anh em nhé. Chúng ta thay cho con Unicorn. Từ từ bỏ cái này đi đã. Ui từ từ. Đây 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 đây. Được 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 được. Ok. Light Spirit lên 2 sao. Được. Dâng hết cái đội hình lên anh em nhá. Dâng hết đội hình lên. Rồi. Thằng này chắc đi rồi. Ra Light Spirit 2 sao thì cũng đi rồi. Đấy, tôi biết ngay, không ăn được. Bây giờ vào phần solo ở đây này. Đến cái giai đoạn solo rồi. Ok. Giáp thép. Giáp thép và cấm đánh luôn. Có cấm đánh. Khó nha. Chưa chắc ăn được đâu anh em ạ. Khó đấy. Đấy, mẹ khôn lắm. Không bắt được máy bay đâu. Khó à. Không bắt được máy bay đâu. Thằng này khôn lắm. Thằng này nó đổi cái con máy bay dây cuối anh em ạ. Không bao giờ bắt được luôn. Thứa về anh em. Nó này nó tỉnh lắm. Để mà lừa bắt con máy bay nó cả vấn đề. Fallen Witcher này. Lên 3 sao đấy. Lên 3 sao đấy nào. Thôi bỏ này đi. 3 sao chưa chắc ăn được. Khó thật sự luôn ấy. Làm nào để bắt được con máy bay của nó nhỉ? Bây giờ không bắt được máy bay đâu. Bây giờ chỉ bắt cái con, tôi nghĩ là bắt Medu hoặc là bắt con Tsunami thôi. Mà thằng này nó mắc binh quá rồi. Tsunami 2 sao. Chịu. Tsu 2 sao rồi Medusa 2 sao. Thôi bắt Medu nhá. Bắt Medu đi. Máy bay chắc chắn không bắt được. Nó đổi dây cuối, anh em thấy chưa? Nó đổi dây cuối mà, khó lắm. Chịu rồi. Ôi, cay nhờ, không làm gì được ạ. Bắt hộ cái chứ. Bắt cái gì, ai bắt cái con này đâu. Đồ nó mắc binh quá. Với cả nó có BKB ấy, nên là mấy cái khống chế của tôi nó không khống chế được. Bây giờ khống chế duy nhất là cái con ảo ảnh ấy. Nó bắt được vào cái con máy bay thôi anh em ạ. Còn những cái con như kiểu Tsunami hay là con Siren ấy, nó có BKB nó kháng được mà. Nó có bị đâu. Chán thật đấy. Bây giờ chỉ bắt được cái con một là Tsu, hai là con Siren thôi. Mà hai con đấy bắt xong con máy bay nó đứng đằng sau nó vẫn bắn được. Thế phải có cái cách gì đó nhờ. Nghĩ đi. Tuấn ơi nghĩ đi. Cay thật tí anh em ạ. Không nghĩ là cái kiểu gì bây giờ. Ừ bất lực. Bất lực đúng thật. Bất lực thật. Vãi thái thật. Thôi chết rồi. Nghĩ đi còn mấy round thôi.
Chắc chỉ rau này rau nữa thôi. Mỗi rau 16 máu thì rau này là rau quái. Còn một rau nữa để nghĩ. Cày thế nhỉ anh em nhỉ? Úi dồi ôi, tôi không nghĩ ra. À, làm nào bây giờ? Fallen Witcher chắc chắn là nó không lên được 2 sao, 3 sao rồi. Chắc chắn là cái điều đấy rồi. Không thể lên được rồi. Cày thế nhỉ? Để nó chửi. Bây giờ muốn ăn ở đây chỉ có một cái điều kiện duy nhất thôi, là có con máy bay nó phải đứng im. Đứng im cho tôi swap sang thì tôi mới ăn được. Thế thôi anh em ạ, nhưng mà nó có để cái con máy bay đứng im đâu. Cái gì kìa? Giờ đi khịa đi thì hay rồi, hay rồi. Cái vấn đề nó ở cái chỗ con máy bay của nó lúc nào nó cũng chuyển cái dây cuối. Tsunami. Ui trứng này. Từ từ nhá. Bán con unicorn đi. Ok ok, đây đập trứng cho con này. Bỏ được con unicorn ra để chúng ta thêm được cái con này vào. Khó thật đấy. Bây giờ chỉ có thể ăn được bằng cái việc xếp bài đấy anh em ạ. Xếp bài rồi. Xếp khéo. Máy bay chắc chắn là không bắt được rồi. Xếp lại bài thôi. Làm nào để căn nó chuẩn. Mẹ nó chuyển máy bay dây cuối ạ. Cay thật đấy. Xong rồi, đi rồi. Đi rồi anh em ạ. Không có cách nào luôn. Đồ máy bay của nó là búa xét với cả cướp điên. Ui, Battleman không có tiền mua. Battleman 2 sao này. Nhưng mà round này khả năng đi rồi. Còn từ 8 máu anh em ạ. Xếp bài nào giờ. Từ nha, để xem nào. Có một cái cách xếp bài mà chúng ta có thể đỡ được mất máu. Nhưng mà ăn được thì rất khó luôn đấy. Thề. Đây đây, từ từ nha, từ từ nha, từ 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 từ. Được 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 được. Được. Được không? 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 Không được rồi anh em ơi, thua. Chịu. Không ăn được. Nó chỉ đỡ mất máu thôi anh em ạ. Thôi thua. Úi, vẫn sống, vẫn sống anh em ơi. Từ từ nhá, Battleman lên 2 sao này, vẫn còn cơ hội. Vẫn còn cơ hội, chúng ta sẽ phải thử một lần nữa. Nó vừa tôi cút đúng không? Cút dễ thế cơ à? Chưa cút được đâu. Cút sớm thế à? Không dễ như thế đâu bạn ơi. Cứ từ từ. Đây, chuyển đồ này. Cơ hội cuối cùng. Hết rồi anh em ạ. Đây sẽ là cái cơ hội cuối cùng. Rồi, ok. Lần cuối, chén cuối. Ok chưa? Ok chưa? Ok bạn ơi. Ôi giời ơi anh em ơi. Giời ơi, nó lại như tê chứ lì. Ôi giời ơi. Giờ thì ai mới là cái người cút nào? Ai là người cút thì tôi nghĩ anh em đang xem đều có cái câu trả lời của riêng mình rồi. Và kể cả quỷ sát cũng vậy. Chắc quỷ sát cũng biết ai là cái người cút rồi đấy. Giờ anh em thấy hay để lại tôi một like nhá. Anh em chưa đăng ký hãy đăng ký kênh để xem thêm những cái clip khác của tôi. Và lấy có thời gian anh em có thể chọn clip bên trái. Anh em đã xem trận đấu dài nhất trong lịch sử AutoChess chưa? 666 hiệp anh em nhá. Trận đấu dài nhất trong lịch sử AutoChess mà tôi đã từng chơi đến bây giờ. Và anh em cũng có thể chọn clip bên phải. Cũng là một cái trận đấu mà tôi sẽ không bao giờ có thể thực hiện được lần thứ hai anh em nhá. Đưa con gấu Assassin lên 3 sao ở trong bộ 9 Assassin. Nó mạnh mẽ cỡ như nào. Và cuối cùng, nếu anh em yêu mến tôi, anh em có thể đăng ký hội viên ủng hộ cho kênh bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc, cũng như là link ở dưới phần mô tả của mỗi video anh em nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những clip tiếp theo. Bye bye!